Xin mến chào của cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Thì hôm nay thì vườn mai của bà ngoại có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của ngoại cô chú anh chị ha. Mức giá chỉ từ 250 tới 300 ngàn một cây bao phí vận chuyển của chú anh chị ha. Nó hôm nay thì mức giá hữu nghị ha, cho cây mini vừa vừa để bàn ha. Mong cô chú anh chị xem được cây nào ưng mắt ha, ủng hộ cho vườn của bà ngoại nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi ngoại, ngoại chào bà con, không có ngoại. Thì cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre, cũng có nhiều loại mai giống mới trong này. Thì cũng giờ lấy bo và giờ chơi ghe Tết cũng thuận tiện những cô chú và quý anh chị mình. Mà hôm nay là lên một cái lô mai này rất là đẹp. Cũng mong cô chú và quý anh chị mình thương mà xem qua ủng hộ giùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi, vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha, mã số 11M, là một cái cúc song hỷ ha. Cây này thì dáng hơi bay bay cho cô chú anh chị ha, tàn rất là đẹp nha. Đó, cây này mấy cây này là về bao Tết cho cô chú anh chị mình hàng ghép già mùa nha. Cúc hai bo mở tàn xum xuê. Rồi thông số luôn con không mày? Cây này quanh được 9. Rồi. Chiều cao là được 57. Tán ngang là được 58. Rồi. Thì cái cây này cái dáng nó cũng đẹp lắm cô chú và quý anh chị mình. Cái dáng nó hơi bay bay, có đẹp lắm, để bàn là thấy cũng có duyên nha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này là 300 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12M. 12M là một cây cúc 150 cánh ha. Rồi. Cái này tàn tròn đều ha. Rồi thông số luôn nha ngoại ơi. Cây này hoành được 11. Chiều cao là được 50. Tán ngang là được 51. Rồi. Thì cây này cũng có cái hoành nó cũng tròn rất đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cái này là 270 thôi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 13M. 13M là một cây cúc song hỷ đó cô chú anh chị ha. Cái này thì tàn vô dây chỉnh sửa, tàn tròn đều đẹp luôn cô chú anh chị. Đó. Cái tàn rất là tròn nha cô chú anh chị ha. Nè. Nó vô dây rồi hết rồi cô chú anh chị ha. Để cho Tết là ngon. Rồi thông số luôn nha ngoại. Cái này để bàn là tuyệt vời nha cô chú anh chị mình. Cây này hoành được 9. Rồi. Chiều cao là được 47. Tán ngang là được 48. Rồi. Cây này để bàn rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Nó là đà mà nó tròn trịa, nó rất là đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 250 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 14M ha, là một cây cúc phượng thanh tân nha cô chú anh chị mình. Cây này tàn xum xuê luôn. Rồi. Thông số luôn ngoại. Cúc phượng thanh tân ra bông sau chuỗi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này quanh 11, có dư tính 11. Rồi. Chiều cao là 62. Rồi. Tán ngang là được 67. Rồi, cái này mình giao lưu nhiêu ngoại? Thì cây này là nó cũng rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình, nhìn thấy là thấy cũng dễ thương rồi ha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho cây này là 270 thôi, coi như trong này cũng có giảm giá nhiều rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, mình đợi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số 15M cô chú anh chị ha. 15 là một cây cúc một cây giảo phú tân nha cô chú anh chị, một cây giảo phú tân. Cái này tàn tròn luôn cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn rồi. Cây này hoành được 10. Rồi. Chiều cao là được 61. Tán ngang là được 54. Rồi. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình thấy cũng cái tàn cũng rất đẹp lắm cô chú và quý anh chị mình.
Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho cây này là 260 thôi. Đáng lẽ cây này là tới 300 nhưng giảm giá còn 260 nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, thử cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 16M ha, là một cây cúc song hỷ nha cô chú anh chị. Cúc song hỷ. Đó, mình mua cúc song hỷ, mình chân Tết nay song hỷ là mông luôn cô chú anh chị ha. Đó, nụ lên ngon luôn cô chú anh chị. Đế tiếp nè. Ồ, cái đèn đế cũ nè. Rồi ngoài đó không sớm con mày. Cái này hoành được 7,5. Rồi. Chiều cao là được 46. Tán ngang là được 40. Rồi. Cái cây này cái dáng nó rất là đẹp nhưng cô chú và quý anh chị mình, nhưng bộ gốc nó cũng đẹp luôn. Rồi cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho cái này là 200 thôi, rất là rẻ nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 17M cô chú anh chị ha. Rồi một cây cúc song hỷ nữa cô chú anh chị. Nguyên cũ luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn mày ha. Cái này hoành được 13. Đó. Chiều cao là được 51. Tán ngang 51 luôn. Rồi. Là cái cây nó tròn, dễ coi, dễ đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà ủng hộ giùm cho cây này là 300 thôi. Coi như dễ mua lắm á cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 18C. Ủa 18M của chú anh chị, 18M em nhầm ha, 18M là một cái cúc cam bông 24-36 cánh của chú anh chị ha. Rồi hàng này là ghép già mùa ha, Tết này là bao Tết bao bông cho cô chú anh chị mình luôn á. Cụ đế quái nè cô chú anh chị. Rồi ngoài đông sớm con ngoài. Hoành hơn 10 mà tính 10. Rồi. Chiều cao là 51. Tán ngang là 57. Rồi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thấy cái cây cũng rất vừa bụng hắn cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ thương mà ủng hộ cho cái này là 250 thôi. Rất là dễ mua cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 19M. Là một cây cúc song hỷ nó cô chú anh chị ha. Cây này tàn xâm xê luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn rồi mẹ, đau luôn. Rồi. Cây này hoành được 11. Rồi. Chiều cao là được 56. Tán ngang là được 47. Rồi, cái này giao lưu nhiêu ngoại? Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cái này là 200 thôi. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 20M. Còn một cái cúc song hỷ nữa cô chú anh chị ha. Cái này tàn dễ thương cô chú anh chị. Mấy cái này để bàn ha. Để bàn thờ cũng địa được cũng được ha. Để bàn tròn uống trà được cũng ngon lắm cô chú anh chị. Cũng đẹp nha. Để cũ nè. Nó vô cái chậu dĩa cái nữa ha. Nhất nách luôn. Rồi, thông số luôn không mày? Đây, hoành tên đây, hoành tên đây. Rồi. Hoành được 9. Rồi. Chiều cao là 49. Tán ngang là 48. Rồi, cây này giao lưu như mày. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua rồi mà ủng hộ cho nhà vườn. Cây này là 200 thôi. Dễ mua lắm đó, cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi, cây này cuối clip luôn, chào hết luôn con mày. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ cho ngoại trong cái clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào với cái hợp lý ủng hộ cho ngoại nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.